Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mời tất cả các bạn cùng xây dựng thành phố xe lửa với mình nha. Ở phía trước mình có một bộ đường ray xe lửa và kia là một bộ đồ chơi xe lửa rất là to luôn. Còn đây là những chiếc xe container, xe ô tô và đây là những bạn chó cứu hộ. Đó, rất đẹp luôn. Còn kia là những chiếc xe công trình của The Hood. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng xây dựng thành phố xe lửa với mình nha. Đây, đây là một bộ đồ chơi xe lửa rất là đẹp luôn nè. Đó, mình sẽ lấy bộ đồ chơi xe lửa này ra, mình lắp ráp những đường ray nha các bạn. Wow, rất là nhiều đường ray luôn ha. Rồi, đây là đường ray thẳng nè các bạn, mình sẽ lấy ra hết luôn ha. Rồi, mình sẽ lắp ráp đường ray. Đây, đường ray thẳng nha. Rồi, còn đây là đường ray cong nè các bạn. Đó, mình sẽ lấy hết ra. Rất là đẹp luôn. Rồi, để qua bên nha. Đây nữa. Rồi, còn đây. Đây là những cái toa tàu nè các bạn. Đó, toa tàu màu đen rất đẹp luôn nè ha. Rồi, còn đây. Đây là toa tàu chở theo dầu nè các bạn. Đó, rồi. Còn đây là toa tàu kéo của chúng ta nè các bạn. Đó, đầu kéo của chúng ta rất đẹp luôn ha. Bây giờ chúng ta cùng nhau xây dựng đường ray xe lửa thôi các bạn ơi. Đây, mình sẽ lắp ba cái đường ray thẳng nha các bạn. Rồi, xong một đường ray thẳng rồi. Đó, thêm một cái nữa nè. Rồi, xong rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục lắp ráp thêm một cái đường ray thẳng ở đây nữa. Đó, rất là đẹp luôn nè các bạn. Wow, đó, chúng ta đã có hai cái đường ray thẳng này ha. Đó, bây giờ sau khi lắp xong cái đường ray thẳng á thì mình sẽ lắp đường ray cong nha các bạn. Đó, rồi bây giờ mình sẽ lắp đường ray cong nha. Wow, đây cái đường ray cong của chúng ta nè. Rất là đẹp luôn. Rồi, tiếp tục nào các bạn. Các bạn chờ một tí nha, mình sẽ xây dựng đường ray rất là nhanh luôn. Đó, đường ray cong. Sau khi xây dựng đường ray, mình sẽ cho những chiếc xe vào thành phố xe lửa nha các bạn. Đó, phía trước của chúng ta có rất nhiều chiếc xe nè. Đó, chó cứu hộ nữa. Mình sẽ cho vào thành phố xe lửa. Các bạn hãy chờ xem thành phố xe lửa của mình có đẹp hay không nha. Rồi, xong rồi các bạn ơi. Như vậy là mình đã lắp ráp xong đường ray rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho những cái chiếc xe lửa của mình vào nha. Đầu tiên là mình sẽ cho cái toa tàu vào nè các bạn. Đó, toa tàu của chúng ta. Rồi, được rồi các bạn. Tiếp theo thêm một cái toa tàu nữa. Mình sẽ cho thêm một cái toa tàu vào. Đó, rất đẹp luôn. Rồi, còn đây là đầu kéo của chúng ta nè. Mình sẽ cho đầu kéo vào nha. Đó, wow, đẹp quá các bạn. Rồi, ok. Như vậy là mình đã cho xe lửa vào trong đường ray rồi các bạn. Bây giờ chúng ta cùng nhau xây dựng thành phố xe lửa nha. Phía trước của chúng ta có một chiếc xe ô tô. Bây giờ mình sẽ lấy chiếc xe ô tô này ra nha các bạn. Wow, chiếc xe ô tô to bự quá các bạn. Rất là to luôn nè. Wow, chiếc xe ô tô này có cửa kính nè các bạn. Các bạn thấy cửa kính đẹp không? Đâu để mình thử mở cửa coi. Wow, mở cửa được luôn các bạn. Nhìn vào bên trong nội thất nè các bạn. Đây, nội thất bên trong nè các bạn. Các bạn nhìn nè, vô lăng nè. Có cả kính chiếu hậu đẹp các bạn. Xe ô tô này nhìn đẹp quá ha. Rất đẹp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ để chiếc xe ô tô này xuống. Cho chiếc xe ô tô này ở trong thành phố xe lửa nha. Rồi, tiếp theo mình sẽ mở chiếc xe container được các bạn. Chiếc xe container. Wow, chiếc xe container đang chở theo những chiếc xe mô tô cảnh sát. Đẹp quá. Rồi, lấy ra luôn. Wow. Đây, một chiếc mô tô màu trắng này các bạn. Đẹp ha. Rồi, thêm một chiếc mô tô này nữa các bạn. Một chiếc mô tô màu đen. Chiếc xe container cảnh sát rất đẹp luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái chiếc xe cẩu múc cát các bạn. Đây, chiếc xe mà cẩu cát đây. Đó, mình sẽ lấy đem qua đây nha. Rồi, đó, mình là sẽ để chiếc cẩu múc cát ở đây. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Giống như một cái cổng ha. Rồi, tiếp theo mình sẽ cho bạn đồ hút vô. Rồi, bạn đồ hút ơi. Rồi, vô đây bạn đồ hút. Đó. Rồi, cho bạn đồ hút ở trong này nha. Đó, cho bạn đồ hút vô trong thành phố xe lửa các bạn. Wow, ở đây có nhiều bạn chó cứu hộ quá à. Rồi, bây giờ mình sẽ cho bạn bạn Grubble ha. Grubble sẽ ở trên đường ray xe lửa. Nhưng mà rất là nguy hiểm không các bạn. Chúng ta không được ở trên đường ray xe lửa, chúng ta phải ở dưới thôi. Đây, thêm một bạn Grubble nữa nè. Còn đây là bạn Tray. Wow, còn đây là bạn Zuma. Rất đẹp luôn. Còn đây là bạn bạn Tray nè. Rất đẹp luôn ha. Rồi, còn đây là bạn Muscle. Wow, Muscle. Để Muscle ở đây nha. Rồi, còn đây. Đây là bạn Everest nè các bạn. Cho bạn Everest ở ngoài đây đi. Rồi, tiếp theo. Wow, đây là bạn khủng long. Khủng long.
Rồi khủng long mình sẽ cho khủng long ở đây nha các bạn. Rồi còn đây, đây là bạn Rocky. Rocky sẽ ở đây nha. Wow, còn rất là nhiều bạn luôn nè. Có bạn Sky nữa nè. Rồi bạn Sky ở đây nha. Đó. Đó, những bạn này sẽ ở thành phố xe lửa nha. Các bạn nhìn nè, thấy thành phố xe lửa của mình đẹp chưa? Bây giờ vẫn còn thiếu xe các bạn ơi. Kìa kìa, bây giờ mình sẽ cho chiếc xe trộn bê tông nha các bạn. Đây, xe trộn bê tông. Mình sẽ lấy xe trộn bê tông. Rồi, cho vô đây luôn. Đó, cho xe trộn bê tông vào thành phố xe lửa nha. Rồi, tiếp theo, đây là chiếc xe container. Chiếc xe container, rồi mình sẽ để đó nha. Rồi, ok. Rồi, tiếp tục nào. Wow, bên này các bạn ơi. Đây, bên này mình sẽ lấy cái chiếc xe này. Wow, mình đem qua đây. Đem qua đây mở ra xem các bạn. Đây, đây là một cái đầu tàu các bạn ơi. Đầu tàu xe lửa nè, rất là đẹp luôn. Wow, nhìn nè các bạn, rất là đẹp luôn nha. To bự. Đẹp không các bạn? Rồi lấy ra nào. Đẹp không các bạn? Mình không biết cái đầu tàu xe lửa này có thể chạy trên được cái đường ray này không các bạn? Đâu? Đây cái đường ray nè. Wow, chạy không được các bạn ơi. Đường ray này quá nhỏ so với chiếc tàu này nha. Wow, hôm nay chúng ta đã xây dựng một thành phố xe lửa nhìn đẹp không các bạn? Đó, thành phố xe lửa của chúng ta có những bạn chó cứu hộ nè, có bạn khủng long nè, có xe ô tô to nè, có xe container, đó, có cả đờ hút, có xe lửa to nữa kìa các bạn. Đó, còn đây, đây là tàu lửa chở khách và chở dầu nha các bạn. Rất đẹp luôn ha. Rồi các bạn ơi, bây giờ trời cũng đã tối rồi, mình phải về nhà học bài, ăn cơm và làm bài tập nữa. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye.